Như đã thông báo trước đó, bộ phim Công tố Tinh Anh chính thức khởi quay với sự tham gia của Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Đại Vi, là bộ phim hứa hẹn đánh dấu sự chuyển hình của nàng mỹ nữ Tân Cương, vậy nên Công tố Tinh Anh được khán giả mong đợi rất nhiều. Tuy nhiên mới đây, không ít cư dân mạng bày tỏ sự lo ngại về việc Địch Lệ Nhiệt Ba có thể sẽ lại bị nữ phụ vượt mặt trong bộ phim này. Theo đó, trong dự án phim Công tố Tinh Anh, ngoài Địch Lệ Nhiệt Ba còn có một mỹ nhân khá cực kỳ ấn tượng, đó là Vưu Tĩnh Như. Ngay khi poster của dàn diễn viên trong phim được tung ra, cô nàng đã nhận được sự chú ý lớn của khán giả. Sở hữu đường nét gương mặt đẹp sắc nét, phong cách trang điểm ấn tượng giúp Vưu Tĩnh Như nổi bật giữa dàn diễn viên trong phim. Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị nhận xét là nhạt nhòa hơn hẳn nữ phụ. Vốn có gương mặt lai tây đẹp sắc sảo, thế nhưng khi vào vai nữ chính Annie trong Công tố Tinh Anh, nhan sắc của nàng mỹ nữ Tân Cương lại có phần đi xuống. Đa số cư dân mạng đều cho rằng nguyên nhân xuất phát từ cách trang điểm sương sương khiến vẻ đẹp của Nhiệt Ba không được nổi bật lên. Trước Vưu Tĩnh Như, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng bị hai nữ phụ khác lấn át trong phim là Triệu Lộ Tư ở Trường Ca Hành và mới đây là Quách Hiểu Đình trong Ngự Giao Ký. Đóng vai phụ thì nổi bật thế nhưng khi vào vai nữ chính, Địch Lệ Nhiệt Ba lại liên tục bị lấn át. Ngoài việc được khen nhan sắc nổi bật hơn Địch Lệ Nhiệt Ba trong poster Công tố Tinh Anh, Vưu Tĩnh Như còn được khen ngợi EQ cao trong màn đối đáp với cư dân mạng. Cụ thể dưới bình luận được khen đẹp hơn nữ chính, nàng nữ phụ đáp lại rằng vai diễn của mỗi người đều có quan điểm khác biệt, vậy nên cách trang điểm cũng sẽ không thể giống nhau được. Tôi muốn làm diễn viên tốt, không dựa vào nhan sắc hay tư bản gì cả. Hóa trang là thứ rất hay ho, sẽ giúp ai cũng trở nên xinh đẹp. Vưu Tĩnh Như vẫn còn là cái tên khá mới với các mọt phim Hoa ngữ. Trước đây, cô nàng từng gây ấn tượng khi tham gia vào các bộ phim như Nữ Thế Tử, Khai Đoan và Đối Tác Hoàng Mỹ. Không chỉ có ngoại hình ấn tượng, người đẹp này còn có diễn xuất tốt, từng nhận được nhiều lời khen ngợi. Vì là phim dân lễ nên có thể các cảnh quay của Công tố Tinh Anh sẽ được hoàn thành trong tháng 6 này và dự kiến lên sóng vào tháng 10. Hiện tại, khán giả đều hy vọng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba có thể tiến bộ hơn để không bị nữ phụ lấn át. Vừa qua, sự xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim Ngự Giao Ký cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều. Theo đó, dù nhận được nhiều sự kỳ vọng nhưng thực tế cho thấy Ngự Giao Ký do Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đóng chính vẫn không phải là bộ phim thật sự nổi bật khi phát sóng. Và một trong những yếu tố khiến bộ phim kém thu hút chính là lối diễn xuất có phần rập khuôn của Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước đó, Ngự Giao Ký đã có gần 1 tỷ lượt đăng ký xem trước ngay cả khi chưa ra mắt và hiện tại vẫn đang trong đà tăng trưởng nhanh chóng. Đây được xem là thành tích ổn của một bộ phim Hoa ngữ. Thời điểm đầu, phim thu về lượt xem online ấn tượng với 11 triệu lượt sau 6 tiếng đồng hồ. Tác phẩm đã lên sóng những tập đầu tiên nhưng thay vì bàn tán nội dung phim, khán giả lại chú ý đến tạo hình diễn xuất và sự kết hợp ăn ý của Nhậm Gia Luân và mỹ nhân Tân Cương. Theo đó, tạo hình của nữ chính bị chê xấu, nam chính thậm chí còn không được đánh giá cao. Về diễn xuất, chủ đề đang được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo Trung Quốc là vĩnh viễn tin tưởng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy nhiên, truyền thông Hoa ngữ hoài nghi rằng liệu có phải đây chỉ là màn tung hô của fan chứ thực lực của Địch Lệ Nhiệt Ba không thực sự nổi bật trong Ngự Giao Ký. Theo truyền thông Trung Quốc, vai diễn Kỷ Vân Hòa của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký có tiến bộ. Cô thể hiện được sự bất lực khi bị kiểm soát, bị coi là quân cờ. Tuy nhiên, sự tiến bộ ở đây là so với các phim trước như Trường Ca Hành. Xét về tổng thể, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa có dấu ấn. Nhiều khán giả trung lập bức xúc cho rằng việc tung hô Địch Lệ Nhiệt Ba quá mức của các fan có thể khiến thần tượng ảo tưởng ỷ lại, không cố gắng. Thậm chí nhiều người còn đánh giá Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ phù hợp đi thảm đỏ, không phải diễn xuất. Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba từng nhiều lần bị truyền thông Hoa ngữ xếp vào nhóm diễn viên bình hoa di động, diễn xuất khoa trương, rập khuôn. Tuy nhiên, thời gian gần đây cô đã tiết chế hơn, nhưng như thế là chưa đủ để gọi là tiến bộ vượt bậc.